Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Thì cái chủ đề phân tần nó khá là hot. Thì trong cái thời gian gần đây là 80% đơn hàng của em là đều đi từ phân tần hết các bạn. Đấy. Thì em cũng lúc đầu cũng không tập trung lắm về cái mảng này, nhưng mà thấy các bác quan tâm quá thì là nên em sẽ đi sâu vào cái vấn đề về phân tần này nha các bạn. Đó. Thì thưa các bạn, thì có rất là nhiều bác khi mà mua bên em á, thì nói rằng là bây giờ cái loa của mình là có hai loa, dòng loa full nhưng mà hai bát một chép. Vậy thì có nhất thiết phải dùng, thì bác có cái bộ phân tần full đôi nào không? Thì thưa các bạn, thì bản chất thì mình cũng có những cái bộ phân tần mà mình làm hai cái rằng hai cái đường loa bát riêng, có nghĩa là hai cuộn cảm riêng. Ví dụ như là một cái bộ như thế này đi. Ví dụ như là một cái bộ như này. Thì ở đây của nó thì nó là dòng full loa full đơn, có nghĩa là một cho một bát một chép, dòng bát 40 và kèn 750. Thế nhưng mà vẫn có những bác có những hai con bát 30 chẳng hạn, nó loa full các bạn nhỉ, hai con bát 30 thì mình vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được những cái thằng full đơn, mình vẫn sử dụng được cho full đơn, full đôi các bạn nhé. Ví dụ như là một cái mạch như thế này. Đây. Đây mạch này em đã hàn thêm một cái đường của cái đường bát này vào đây. Đó nhá. Đấy. Để em gửi, bởi vì là với những con này thì các bạn có thể ví dụ hai con bát 20 chơi thoải mái, chơi là cũng được, ok, đánh gia đình thoải mái luôn các bạn nhé. Thì mình sẽ xài hai đường bát của nó chung vào với nhau, và đường dương nối với dương, âm nối với âm. Thì bản chất của cái việc này nó là một cái dạng mắc song song như bình thường nha các bạn. Thì cái này thì mình cũng có tư vấn và cũng hỏi cái dòng loa của trên loa của các bác ấy, thì trong cái thùng loa các bạn biết rằng là nó không có phân tần bạn ạ. Rất là nhiều loa không phân tần, các bác mua về đa số các bác không để ý, nhưng mà cái nối hai cái loa bát vào với nhau, hai cái loa bát với nhau họ cũng nối song song các bạn. Nối song song có nghĩa là như nào, các bạn sẽ mở ra các bạn sẽ thấy là hai con loa bát đó nó sẽ đi cái đường dây dương với đường dây âm, là một nó hai đường độc lập rồi nó đi vào cái cọc loa. À, thì nó cũng là bát song song, hoặc là gì, nó sẽ có một cái sợi dây nối từ cực dương con loa thứ nhất sang cực dương con loa thứ hai, cực âm con loa thứ nhất sang cực âm con loa thứ hai, vậy là một lối song song. Thì trong phân tần nó cũng không khác gì cả nữa các bạn. À, hai con này hàn chung vào một đường của nó thì nó cũng là số song song với nhau đấy. Có những bác hoặc là có những cái hãng nó mò mè nó làm một tí, thì ở đây nó làm một ở bên này nó làm một đường bát, bên này nó làm một đường bát, đúng không ạ? Làm hai đường như này nhìn thì trông có vẻ như là hai đường lệch hẳn nhau đấy, nhưng mà cuối cùng thì mình lật cái mặt sau ra các bạn, đường mạch nó đi chung các bạn, đường mạch nó đi chung thì nó cũng khác gì đâu, đúng không ạ? Cái này các bạn cũng có thể nhìn thấy là phía sau cái âm ly của mình. Đó, các bạn thấy không, sau âm ly của các bạn thì nó thường là sẽ thấy rằng là nó có những cái ghi chú là ví dụ như là A hoặc B, đúng không? Thì đánh ở 8 ohm, vậy A và B các bạn nhé thì đánh ở 4 ohm các bạn ạ. Đấy, vậy thì rốt cuộc là cái gì, có nghĩa là hai kênh độc lập với nhau và hai kênh mắc song song với nhau. Bản chất cái phía sau cái dàn cọc loa phía sau nó cũng đi chung một đường hết các bạn ạ. Nó cũng từ con mạch công suất nó ra nó đi chung hết, không khác gì nhau hết cả. Đây, hoặc là cái mạch này, đúng không ạ? Đường bát đây mình cũng sẽ hàn hai đường dây ra các bạn nhé. Đó, để xài. Đấy, rất là ok, đặc biệt những dòng loa của gia đình thì mình đánh thoải mái luôn các bạn nhé. Nó không như dạng dòng loa sân khấu. Đối với dòng loa sân khấu thì nó sẽ kỹ hơn một tí các bạn ạ. Dòng loa sân khấu thì nó sẽ kỹ hơn một tí chứ không phải là không. Ví dụ như ở đây con này nó cũng sẽ hàn hai đường bát nhé các bạn. Hai đường bát. Đấy. Đó, nó giống như thế này. Mình làm hai đường bát riêng nhưng mà thực chất nó đều là chung, nó mắc song song với nhau nên nó không khác gì cả các bạn ạ. Nên câu trả lời là hoàn toàn được nha các bạn. Dòng full đơn có thể chạy cho dòng full đôi được, kể cả dòng full đôi chạy dòng full đơn cũng được, là ok các bạn nhé. Nhưng mà loa full và loa ba đường tiếng ấy, thì nó không chạy cho nhau được. Rồi như dòng loa ba đường tiếng, dòng ba way ba đường tiếng thì nó về bản chất là nếu mà chỉ mình đấu đường bát đường chép bỏ đường chung ấy, thì nó sẽ bị thiếu mất cái giải chung các bạn ạ. Nhưng mà còn loa full đơn và full đôi ấy thì các bạn có thể lắp được cho nhau các bạn nhé. Đó. Có rất là nhiều bác đến khi con loa nó bị cháy mở ra mới tá hỏa phát hiện là trong thùng loa nó không có phân tần, nó chỉ có mỗi con tụ cho thằng loa chép thôi, còn tất cả các dòng loa khác nó đánh thẳng hết. Đấy. Đó thì các bác cũng bảo là lý do là tại sao nó lại làm như vậy, thì có phải là do hãng người ta đã tính toán rồi không, thì về cơ bản á thì
Nói như vậy thì nó cũng đúng được một phần các bạn ạ, nhưng nó không phải là hoàn toàn các bạn nhé. Không phải là câu chuyện là một cái loa nó dựng lên và người ta không đưa phân tần vào thì là vì là như vậy người ta đã tính toán là đúng rồi, thì không đúng. Nó còn có một cái vế nữa ở trong cái câu chuyện đó, nó liên quan đến cái phần chi phí. Trong khi một cái cặp loa xuất xưởng ví dụ như ba bốn triệu chẳng hạn, ví dụ như vậy đó, thì ở trong cái của nó rất là nghèo nàn về độ phân tần, nhưng khi mình lắp một cái bộ phân tần vào nó sẽ cải thiện cái chất âm rất là nhiều nha các bạn, cải âm khá là nhiều luôn đấy, khá là nhiều luôn. Thì lý do là như là sao, là vì ví dụ như các bạn thấy không, lắp một cái bộ phân tần nó tương đối một tí, ví dụ như cái bộ này đấy, là cái bộ giá bình dân nhất cũng là 430.000 một cặp rồi đúng không ạ, 430.000 vào rồi đúng không ạ. Ngoài ra thì cái việc lắp loa đôi khi giá thành nó còn cao hơn nữa chẳng hạn, thì đương nhiên là cái giá thành nó sẽ đội lên và cái chi phí nó sẽ, người ta rất khó để làm thương mại, hoặc là những cặp loa khi mà cái bộ phân tần loại tốt vào nó khi nó 1 triệu 2 triệu là chuyện bình thường các bạn ạ. Đó, nhưng mà có nhiều bác thì khi mua về là mở ra có thể kiểm tra ngay được cái việc đấy, nhưng mà cũng có nhiều khách hàng là không, một là chưa không quan tâm, thứ hai là cũng cũng không biết rằng là câu chuyện nó phải sử dụng cái phân tần, và cũng không biết rằng là phân tần nó sẽ giúp cho cái loa của mình nó nghe hay hơn. Và đó, thực ra mình cũng không có phân thành thần tính hóa phân tần, phân tần nó chỉ là một phần nhỏ nhỏ trong cái phần nhỏ trong câu chuyện cải thiện cái chất âm thanh thôi, nhưng rõ ràng nó có hiệu quả thực sự, nó sẽ giúp cho cái loa đấy hoạt động được theo đúng cái khả năng xuất xưởng của nó, khả năng trình diễn âm thanh của nó. Đấy, nó sẽ phân phân rõ tầng âm thanh khác nhau, chứ thay vì là không có thì mình nghe nó không sướng các bạn. Vậy câu chuyện đặt ra là tại sao khi mà mình mua về mình nghe nó vẫn hay, thì mình thì em vẫn nói chuyện với khách hàng là khi mình chưa có loa các bạn ạ, khi mình chưa có loa thì mình mua một cái cặp loa về, các bạn thấy không, nghe nó sẽ hay rất là nhiều. Ngay bản thân của mình, cái cảm xúc của mình lúc đó mình nghe nó đã rất là hay rồi các bạn ạ, nghe hết rồi. Cái thời điểm mà mình mua cái cặp loa đó các bạn nhé, mình chưa nói cặp loa bao nhiêu tiền, mình chỉ cần nói rằng là mình đang chưa cặp loa nào cả, hoặc là mình có một cái cặp loa vi tính nhỏ nhỏ bây giờ mình nâng lên một cặp loa thùng, hoặc là mình đang có một cái con loa rất là cũ rồi tự nhiên mình mua một con loa khác 2-3 triệu hoặc thể 2 triệu nghe nó vẫn hay đấy, các bạn thấy không, đó đấy là cái cảm xúc của mình. Nhưng thực tế thì mình có thể nâng cấp được nó hay hơn đúng không ạ, rồi đến một thời điểm mình sẽ mua những cặp loa đắt tiền hơn mình lại thấy nó hay hơn đó, nó hay hơn. Có nghĩa là gì, đó là cái sự nâng cấp các bạn ạ, phân tần nó cũng là một cái sự nâng cấp thôi các bạn nhé. Ok, thì cái video này mình cũng lan man một chút, nhưng mà cuối phần video mình cũng sẽ báo giá luôn nhé, để các bạn có nhu cầu nâng cấp thì giảm thanh thì có thể ủng hộ. Có rất là nhiều những cái nhà bán hàng cũng bán dòng phân tần như thế này, cũng có những cái mức giá nó tốt hơn, hoặc có thể bên mình cũng có những cái mẫu nó tốt hơn các bạn nhé. Thì quan điểm của mình là không cạnh tranh về giá, mình sẽ cạnh tranh về dịch vụ, và cũng như là các bác thấy hợp lý ở cái nhà cung cấp nào thì các bạn có thể ủng hộ các bạn nhé. Đó. Ok, một cái cặp phân tần như thế này, một cặp như này hàn sẵn dây các bạn nhé, có thể là full đơn hoặc full đôi, giá 430.000. Các bạn nghe cái chất âm của nó rất là hay. Con này nó có hai tầng bảo vệ, một là con cầu chì từ phục hồi và hai là cái con cầu chì bóng đèn này các bạn nhé. Đó, tháo bóng đèn này ra nó vẫn chạy đấy, mà nó vẫn được bảo vệ được loa khi mà công suất lớn. Đó, con này 430.000 các bạn nhé. Rồi, cái cặp màu đỏ này là 580.000, cũng là dòng full đơn. Con này có đánh cho dòng bát 40, chép kèn 750, chơi gia đình rất là ok. Dòng này thì là dòng dành cho các dòng các bác nghe chơi ngoài trời các bạn nhé, hoặc là các bạn làm sâu, các bác làm dịch vụ thì có thể chơi bộ này 700.000 một cặp. Đấy, là mình có thể là đi sâu đám cưới, những cái sâu tiệc sinh nhật các thứ ở các cái huyện vùng quê các thứ đấy, mình đánh những cái bộ đấy cũng khá là ok các bạn nhé, giá thành nó rất là phù hợp bạn ạ. Rất 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 là ok. Con này của nó cho cái bát sâu chép tơi nhuyễn và khả năng chống cháy chép rất là tốt các bạn nhé. Đấy, cái mạch này nó được nâng cấp, cái thằng bóng đèn này nó mắc song song với cái chợ này, nghĩa là khi mà cái bóng đèn này nó tháo bóng đèn này ra nó vẫn chạy các bạn nhé, tháo bóng đèn ra vẫn chạy bình thường, nó sẽ hoạt động khi mà công suất nó quá lớn lên thì cái bóng đèn nó mới hoạt động thôi. Đấy là cái ưu điểm của nó các bạn nhé. Rồi, ok, thì nó có một số cái mẫu chính như vậy mà mình cũng chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.